Rồi lời nói đầu tiên Cho Nguyên gửi lời chào đến cô chú anh chị em mình ha. Thì bữa nay mới sáng sớm Nguyên ra ngoài vườn ngắm cây, nhân tiện chia sẻ cô chú anh chị em mình số vấn đề luôn ha. Đây là cây mai siêu bông Sài Gòn rồi cô chú anh chị em mình, vô dây rồi, nó hơi bị sần sận rồi tí nhưng mà không sao. Thì bây giờ tốc độ nó phát triển cái đông cũng khá là tốt ha. Đó, đây là cây siêu bông Sài Gòn. Nói chung mấy anh em ta làm giờ này kín tàn, mình còn thưa mới bấm dọn lại nè mọi người, mới bấm lại cho nó thưa lại mọi người ha. Rồi thì hôm nay là chủ đề chính ở đây là cây mai này nè mọi người. Nguyên chia sẻ mọi người nè, nhìn không mọi người, thì đây là một cây mai phôi. Sau cái thời gian Nguyên trồng thì cái tốc độ nó phát triển cũng khá là đẹp đó. Bên cạnh đó thì cái lá của nó mọi người rất là dày nè. Khi mà mình bẻ nó cóp mọi người, chứ nó không có lỏng thỏng giống như là khi mà chúng ta không có vô phân. Thì khi mà vô phân cái này đặc biệt đó là những tùy hai cây mà chúng ta cắt chăm sóc khác nhau. Thì ở đây cái mai này á thì mình khi mà nó phát triển như thế này mọi người, nó cành nhánh rồi nó tùm, thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình đi 30-10 với mọi người. Rồi xong rồi bây giờ Nguyên đổi qua mới vừa tưới một cử đó là DAP. Mình vẫn phối với hữu cơ, mình thường mình đi vô cơ thì mình phối với hữu cơ đó mọi người, chứ không có tưới không ha, mình sẽ phối vô đó mọi người. Thì sau quá trình mà phối thằng DAP á, thì cái này DAP là nó có 18% đạm nữa và 46% lăng đó. Thì khi mà tưới vô thì nó làm cho xanh lá, dày lá, nhưng mà cũng không phải tưới hoài được nha mọi người, mình phải luân phiên. Một lần DAP thì đối với Nguyên thì một lần DAP mình sẽ chuyển qua một lần 30-10-10, hoặc là một lần 3 cái 20 đều, hoặc là 3 cái 17 đều ha. Thì nó sẽ ok hơn đó. Thì cái này là mình luân phiên. Thì cái này mình tắn nằm lên đó mọi người. Thì bây giờ Nguyên sẽ cho mọi người xem cái mai. Nói chung là cái mai này nó khá là to và bự nè, thấy không, nó tới 30 hoành lắm đó, bự lắm mọi người, đẹp nữa. Thì cái này mình đang nuôi. Thì ở đây khi mà nó đứng cơ đọt lại là mình ghép lại được rồi đó mấy người. Thì cái thời gian mà mình ghép á thì vào mùa mưa là ok rồi, nhưng mà mình phải quản lý cái nước. Tại vì khi mà cắt rồi á thì lá nó không có hút lên được nữa, thì nước có thể dư, nó thể tồn tại nhiều đó. Và mùa mưa á, thì nên là chú trọng đến vấn đề thoát nước cho cây nha mọi người. Khi mà nó dễ bị, thứ nhất là lạnh rễ, nó úng rễ, thì quản lý mà để mà cho nó ấm áp hơn thì các bạn có thể tưới cốc 85, mua cốc 85 tưới vô ha, để cho nó làm ấm cây lại. Đúng rồi. Thì ở đây là Nguyên cũng chưa ghép, là đợi cho nó là già cơ lá đầu mình sẽ tiến hành mình cắt mình ghép luôn thì nó sẽ tốt hơn ha. Cũng tùy thôi, cây này tự nó phát triển đẹp quá mọi người. Quay sáng quay chia sẻ cho cô chú anh chị em mình xem ha. Lá ra dày xanh, thì cái lá này lá gốc của nó thôi mọi người. Thì lá mà của thằng nó ra thì tại sao phải nuôi như thế này để cho nó kín tàn. Thứ nhất là cái nó làm cho cái quá trình mà kéo cái rễ đi mạnh, thứ hai là nó quan hợp, nó tạo ra cái dinh dưỡng để mà nó tích trữ trong thân nó. Thì khi mà chúng ta cắt ra rồi á, nó có cái bộ rễ thì cây nó sẽ mạnh đó, vấn đề đó. Rồi vấn đề thứ hai là đối với mùa mưa này á, thì nên là nếu mà chúng ta cắt á, thì chúng ta nên là che chắn. Đối với cái sơ dừa này nó chỉ là ẩm là được rồi mọi người nè, thấy không. Và Nguyên cũng đã tắn lên giống như vậy nè đó nè mấy người. Thì cái này mình tắn lên nhưng mà mình mở ra sớm, tại vì đây là cây mai phôi. Khi mà mở ra sớm như thế này thì nó ít ảnh hưởng đến cây hơn so với chúng ta ghép. Nó vẫn có ảnh hưởng đó mọi người, nhưng mà đối với mỗi người mới làm Nguyên thì mở ra sớm luôn. Thì cây mai phôi thì nó có bị tình trạng này nhẹ nhẹ thôi, thì đổ ra là nó tiếp tục nó quen. Còn khi ghép vô rồi thì nó sẽ ok hơn. Đó thì này mình chơi cái ép, chơi cái để sớm luôn nha. Đó mọi người. Quay ra cho mọi người xem một cái mai mà Nguyên cũng đã tưới phân và cũng như cây mai phôi để mà chuẩn bị trước khi ghép. Nó lá dễ cứng, khi này nó đứng đọt là quất được rồi nè mọi người. Hoặc là như thế này đấy, nhưng mà thôi mình thường mình để cho nó đứng đọt đi rồi mình há ghép nó sẽ tốt hơn. Đó mọi người, lá nè, lưỡng nè. Đó thì đó là cái kinh nghiệm của Nguyên ha, chia sẻ với mọi người. Thì cây này to mọi người, gốc to đâu đâu sưu tầm được nghe em, dáng nằm cũng đẹp để mà phục vụ cô chú chị em mình ha. Này mình nữa mình dọn lại mọi người đó. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là tại sao mà khi mà mấy anh em trồng á mà nó có bị tình trạng đó là nó bị đứng cây. Thứ nhất là nó bị đứng cây, nó bị suy cây, nó không phát triển, lá nó bị gọi là nó bị cháy mà nó không phát triển đó mọi người. Đây là cây mai ghép của Nguyên đây đó, mai cũng khá là to, vừa phe cây với cô chú gia mình mà vừa chia sẻ ha. Thì cái này là nữa mình phải cắt dọn lại mọi người, tại vì nó ra cái tược dại với mọi người. Mọi người coi cái đi cái tược, cái đi đọt, cái đi nè, nhìn nè, khá là đẹp ha. Nè, lá xanh vậy thì thường thường Nguyên cũng đi cứu nhiều cây á mọi người. Thì thường thường lên chậu thì mấy anh em thứ nhất là mấy anh em lưu ý là vấn đề về lên chậu nè. Khi mà bứng từ cây mai dưới đất mình lên chậu á thì chúng ta nên là xả bầu ra, mà xả cái kiểu mà giống như chừa một cục nhân ở giữa mọi người. Nếu mà chúng ta chắc chắn thì chúng ta chừa cục nhân hơi to một chút, nhưng mà đảm bảo những cái đầu rễ á, những cái đầu rễ á mọi người, thì nó phải lú ra, phải lú ra ngoài để nó tiếp với sơ dừa. Thì khi nó ra cái rễ cám nó sẽ khỏe hơn. Khi mà các bạn để như thế mà các bạn lên chậu á, nó rất là bị lèn và nó bị suy cây ha. Thì trồng mới thì nó có thể nó mạnh, nhưng mà về mặt lâu dài 1 năm 2 năm thì cái chắc nó rắc nó mà nó bị tình trạng nó bị lèn, thì nó làm cho bị hư cái rễ, nó không có ra. Thì cái mai này là Nguyên là xả tầm khoảng chừng 60%, chừa chỉ 40% cái cục nhân nhỏ ngoài trong thôi mọi người, để cho nó duy trì cái sự sống của cây, nó đảm bảo hơn. Và cái đầu rễ thì nó phải lỡ lú ra như thế này đây và tiếp xúc rồi Nguyên mới tắn lên để mà trồng. Đó thì sau cái quá trình mà cây mà nó mạnh, nó khỏe thì bắt đầu các bạn coi nè, nó rất là khỏe luôn đó mọi người ha, thấy không? Thì cây nó ra biểu hiện nó ra rất là khỏe. Và cái thứ hai nữa là về vấn đề chắc trồng. Thì khi sơ dừa với thường lên chậu thì đối với những anh em mà trồng sơ dừa với cháu mà anh em mới tập chơi á, chắc trồng á, sơ dừa với cháu như thế này nè, nó mới nó như thế này mọi người, mới trồng thì các bạn coi tốc độ phát triển của cây nè, nó thì cái rễ cám rồi nó ra rất là mạnh, nó đi rất là mạnh đó. Thì mình sẽ tiến hành mình tưới nước rồi nó thuận tiện hơn. Cái thứ hai đó là cái vấn đề mà về cái chất trọng ta nó chưa có bị quay mục, thì cái rễ nó đi rất là mạnh mọi người, rễ nó đi rất là mạnh luôn ha. Rồi tiếp theo đó là nó không có bị lèn nữa. Nó sơ dừa nó chỉ sơ dừa mới thì nó chỉ là giữ ẩm rồi thôi, rất là tốt nè. Còn đối với mà khi mà nó đã cũ rồi thì nó sẽ lèn ra, nó bày ra, thì nó làm cho cái thứ nhất là cái rễ không đi được, cái thứ hai là nước nhiều, nó nước nhiều. Đặc biệt là cát, thì bây giờ mình lúc trước mình ưa trồng cát lắm, bây giờ mình không có trồng cát nữa. Nó mọi người, nó không có cái ưu điểm, mình thấy nó rất là dở luôn. Thì mình bỏ cát luôn, mình chỉ trồng sơ dừa với cháu thôi. Thì sau quá trình nó quay mục á thì các bạn nên kiểm tra lại, nếu mà nó quay mục thì các bạn nên thay liền ha, chứ không phải đợi cái cây mà nó ăn hết. Quay mục nhiều quá thì nó sẽ làm dẫn đến cái quá trình mà tích nước của cái chất trồng nhiều nè. Và cái thứ hai nữa là nó làm cho cái rễ nó không có đi được, thì cây chúng ta tình trạng nó suy yếu. Nó đặc biệt đó là khi mà lên mà chậu mà không có mà xả bầu á mọi người, nó rất là tai hại nha. Chứ không phải nếu mà để bầu tốt thì mấy anh em ta chắc chắn người ta sẽ để, người ta không bao giờ xóa bầu bỏ ha, người ta sẽ là để bầu luôn rồi. Thì đất nó lên, khi mà bứng lên từ dưới đất lên chậu nó lại là một cái chuyện khác này, nó rất là dễ bị, nó trồng nhiều kinh nghiệm nhiều á mọi người. Thì nó làm cho cây mai nó bị suy, nó không có phát triển tốt, cành nhánh rồi nó không có khỏe ha mọi người. Thì đó là cái kinh nghiệm Nguyên chia sẻ cho cô chú anh chị em mình lưu ý ha. Đó, thứ nhất là về vấn đề thay chất trồng mọi người. Đây là Nguyên cây cũng có mỗi cây mai Nguyên mới vừa thay nè cô chú anh chị em mình, thấy không? Đó, thì cái này mình đôn đế, vừa đôn đế mà vừa thay để cho cây nó đẹp hơn. Đó. Còn cái phần này đây thì mình nuôi cái rễ á mọi người nữa, mọi người thấy không, là cây cũng khá là to. Đó mọi người. Thì rễ đâu nó cặm xuống rất là đẹp này. Đó thì mình trồng mình đôn lên, thì mình mới vừa thay chất trồng cho cây mai này nè mọi người. Đó. Thì khi có cháu mới, cái sơ dừa mới như thế này đây thì cái rễ cáp nó đi rất là mạnh, khỏe. Đó. Thì bên cạnh mùa mưa này thì chúng ta tưới cái cốc 85 vô mọi người. Thứ nhất là nó giữ cho ấm chất trồng ta. Cái thứ hai là nó làm cho cái rễ á nó ấm, nó không có bị lạnh. Rồi cái vấn đề mà mưa nhiều á thì nó làm cho cái rễ nó bị hút nước mà nó bị hạn chế hơn, tại vì nó lạnh thì dễ bị ngập úng nè. Mùa mưa nhiều dễ bị ngập úng thì chúng ta nên tưới cốc 85 vô để cho nó, thứ nhất là nó diệt nấm, thứ hai là nó làm cho ấm đất, ấm mà cái rễ lại ha. Đó mọi người. Rồi video Nguyên chia sẻ về vấn đề một số cái kinh nghiệm mà để mà làm cho cây mai mà nó bị cách nhận biết nó bị mà yếu do cái chất trồng chúng ta nè, cũng như là do cái cái mà khi mà bứng không có bầu á, tác hại như thế nào thì Nguyên cũng đã nói phân tích trong video này ha. Hy vọng nhận được sự yêu thích của cô chú anh chị em mình ha. Xin kính chào.